Rồi, chào tất cả anh em thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 12 tháng 1. Video em theo là cho tổng cộng là có 22 một cần. Và lần lượt nha, những dòng là ISO, cần dây trong, cần lục thì em có từ 4m, 4m, 3m6, 4m, 4m rưỡi như này. Độ cứng lần lượt từ khoảng từ 25 đến 30 nha. Cần tay thì có 7m2 này, có con 6m9, zoom 8m1. Cần cắm gốc và cần một khúc, cần lô, một số cần 2 3 khúc cùng gầm lăng xe. Đây cần lục 3 khúc cho mình nha. Thì cuối năm tầm khoảng mà chắc ngày mai ngày mốt là bắt đầu 2 ngày nữa là bắt đầu hết vận chuyển nha. Thì anh em chốt thì chốt sớm nha, em sẽ gửi sớm cho em nhận trước Tết nha. Trong thời gian mình nghỉ ngơi thì mình có thể là đi du lịch, mình cũng câu cá được nè. Thì phí ship bên em là 30.000 một đơn, trong là bên em hỗ trợ cho mình là ship nhanh nha, để mình có thể nhận sớm hàng ạ. Rồi chốt đơn có liên hệ trực tiếp 0923 534 779. Con cần số 1 thì em sẽ có cho mình con này dạng là cần ISO khoang lớn, cần súc cho mình nha. Cần này của hãng là Suyumi, là tổng thể thế này, nắp chụp của cần nè. Con này pass của mình là pass thường, độ dài của cần là 3m6. Còn tính theo cần súc, độ cứng ra cho mình tầm khoảng 20. Con này khoen của nó là khoen thường như này. Đây khoen Suyumi khoen thường. Tổng thể thế này. Độ dài của nó là 3m6. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 1.5 ly. Độ cứng con này tầm khoảng 20. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu chống xoắn này. Ngọn sẽ đi kèm cho mình là một khoen chạy, hai khoen chạy nha. Hai khoen chạy được khoen Fuji. Còn dưới khúc này á, đây là khoen thường nha, khoen thường loại xứ hết. Đây tổng thể thế này, phôi carbon. Suyumi độ dài của cần là 3m. 3m6, độ cứng con này tầm khoảng vào 20. Tính theo cần ISO khoen lớn, con này cứng tầm khoảng vào độ cứng cứng 4 cho mình nha. Anh em có thể là câu đơn, câu đài được này. Đây tổng thể thế này. Đây, lóng nói thế này nha. Trong là tình trạng của nó thì còn ok hết. Khoen là khoen Fuji, có like cho mình. Rồi tổng thể thì con này còn rất là đẹp nha. Trọng lượng của nó là 240g, ngọn 1.5 ly, ngọn 1.6, mã số 1, giá 450. Các bạn em về một câu đơn nha, câu đơn, câu đài, câu ngâm đều được nè. Mã số 2 sẽ có cho mình con cần ISO khoen nhỏ. Thưa các bạn em mình câu đơn, hạ tay câu đài, vẫy rô vẫy zip. Con này ISO khoen nhỏ, độ dài của cần là 4m rưỡi, độ cứng 1, cần carbon, tình trạng rất đẹp nha. Đây, tổng thể thế này. Con này hàng của mình là nội địa Nhật nha, nó sẽ có tem vàng đầy đủ hết. Tay cầm khâu này được làm một chỗ này làm nhám này, nhám chắc tay. Và phôi carbon, pass pass Fuji F6. Khoen của nó là khoen Fuji, loại xin 8 thì con độ cứng 1, ngọn cần ngọn nhỏ thôi. Ngọn 0.8 ly, ngọn sẽ đi kèm cho mình 1, 2, 3 khuyên chạy nha. Ngọn có này dạng ngọn đặt, ngọn tháp cho mình. Đây, 4 khuyên chạy, ngọn là ngọn khoe Fuji hết nè. Đây, phôi cứng thế này. Thì những cái đồ 4m5 này á, bên em vẫn hỗ trợ hạ tay nha. Chúng là hạ tay cho nên mình về vẫy rô vẫy giết nè. Đây, tổng thể thế này, tình trạng ok hết. Đây, phôi cái bòn xoắn vân. Khoen bắt đầu khoen pass Fuji, 4m5 độ cứng 1 cho mình. Bên đây vẫn hỗ trợ hạ tay nha, nhưng là bên em chỉ hỗ trợ hạ tay miễn phí. Rồi con này thì 4m5 độ cứng 1, trọng lượng của nó thì nhẹ thôi, 140g, ngọn 0.8 ly, mã số 2, giá 500.000 như này, 500. Rồi tiếp theo mã số 3, số 3 sẽ có cho mình một cần ISO. Con này dạng là ISO cần súc nha, cần này của hãng là Nissin. Là tổng thể thế này. Con này thì nó dạng là cần súc cho mình, đánh lục đồ cần đều được này. Con này có độ dài cần là 3m6 của hãng Nissin. Nissin thì nội địa Nhật hết rồi. Con này pass của mình là pass vặn nha, pass vặn Fuji chữ vàng. Là tổng thể thì nắp chụp sao bằng inox. Con này về mình câu ngâm, câu đơn, hai anh em đánh lục đồ cần đều được này. Dàn khoen của nó là dàn khoen nhỏ này, khoen nhỏ, khoen Fuji, khoen nhỏ cho mình. Con này ngọn của cần thì là ngọn 2.4 ly. Con này ngọn của nó là dạng ngọn đặt, ngọn tháp cho mình này. Con này độ cứng của nó tính theo cần súc, con này nó rơi cho mình tầm khoảng 25. Còn này mình tính theo một cần câu ngâm, câu đơn á, hoặc là những dòng ISO á, thì còn rất là cứng nha, cứng tầm khoảng 6-7 cho mình. Phôi của nó là phôi carbon, đây nước sơn màu bạc này. Nissin thì anh em biết rồi, hàng này thì đa số là hàng nội địa Nhật hết, không có xuất thị trường nha. Thì những con này em vẫn hỗ trợ hạ tay này, anh em có thể là đánh cá lớn nha, đánh cầu tay mình, những cái dòng anh em Nha Trang hay đánh á, rất là lớn, đánh cá lớn đánh biển như mình, 36, vượt cứng ạ. Con này phôi dày, trọng lượng của nó là 390g, ngọn 2.4 ly, mã số 3, giá cần là 600 như này, 600 ngàn cho mình thôi. Nissin 36, dạng cường súc. Rồi tiếp theo mã số 4, số 4 thì sẽ có cho mình con cần này là thích đẹp, em có đơn, con ngâm này, còn rất đẹp nha. Con này thông số như sau, thì thông số nó bị phai rồi, thì em sẽ đọc cho mình. Độ dài của cần này là 3m3 như này, độ dài con này là 3m3. Hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ, tay cầm thì bằng cán mút, bắt là bắt vặn này. Bắt vặn Fuji chữ vàng F22. Đây, tổng thể thế này, nắp chụp sơ vọng inox. Con này còn mới cứng nha. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji hết này. Đây, khoen Fuji loại xứ đá xám. Con này khoen rất là nhiều, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái khoen vào một cái đầu bu nha. Như là phân bố lực anh em đánh cá rất là tốt này. Câu ngâm của đơn được cho mình. Con này ngọn của nó là ngọn 2.4 ly, tính theo mà cần câu ngâm của đơn á thì con này cứng tầm khoảng 50.
Công suất thì nó rơi cho mình tầm khoảng 25. Đây ngọn sẽ đi kèm cho mình là 1 2 3 4 5 khuyên chạy nha. Đây là khuyên Fuji S. Còn rất đẹp như này. Thưa những em về câu ngâm, câu đơn, câu cá cha, cá chim là được nè. Đây phôi còn mới cứng luôn. Thông số bị phai thôi, con sẽ đo cho mình thực tế của nó là 3m3. Độ cứng tầm khoảng 50 cho mình. Tính theo phần rút nha. Đây. Trông rất đẹp. Khoen của khoen Fuji xứ xám hết. Trong khoen con này thì không có hiệu nước chân. Tổng thể thế này nha. Rất đẹp, 3m3. Hàng nội địa Nhật tem vàng. Con này trọng lượng của cần là 310g, ngọn 2.4 ly, mã số 4. Giá cần là 750 như này. 750 ngàn ạ. Tổng thể thế này. Rồi mã số 5. Số 5 sẽ có cho mình con cần ISO của dòng Daiwa. Đây, ISO của Daiwa nha. Thông số như sau. Cần này có độ dài cần là 5m3, 5m4 nha này. 5m4 độ cứng 3. Cứng 3 thì cũng dạng cứng cho mình rồi. Dạng khoen con này là dạng khoen Fuji Gold nha. Đây, khoen Fuji Sheet Gold. Tổng thể thì con này nó hơi cũ cho mình một xíu. Pad cần là pad Fuji F7. Nắp chụp xoay bằng inox. Tay cầm con này thì được làm nhám này. Đây, xúc trên này nha. Còn trên này thì nó bị xước sơ sơ. Tổng thể thì còn nguyên bản nguyên zin pad Fuji F7. Con này ngọn của nó là ngọn tầm khoảng 1.2 ly. Con này thì nó like cho mình cái đầu bu Fuji xứ xám. Còn lại tất cả của nó đều là dạng khoen Fuji nha. Fuji Gold này. Đây Fuji Gold hết. Ngọn sẽ đi kèm 1, 2 ba khoen chạy này. Tới tình trạng con này thì phơi của nó có xây xước như này. Chung hơi cũ cho mình. Con này thì anh em về vệ sinh là rất ok nha. Đây chân lóng của nó thì có xây xước sơ sơ. Có được con này tầm khoảng 19% cho mình. Đây nói chung là cát nó vào á thì lâu ngày nó bị xước nha. Đây, nó xước. Còn khoen con này là khoen Fuji Gold hết. Tổng thể thế này. Đây qua 5m3, 5m4 như này, 5m4 độ cứng 3. Cứng 3 thì cũng dạng vừa rồi, cho là không cứng, không mềm lắm. Con này trọng lượng của cần là 320g, ngọn 1 ly, mã số 5. Giá cần là 700 ngàn cho mình nha. Đây khoen Fuji Gold. Đây qua nội địa Nhật nha. Mã số 6. Số 6 sẽ có cho mình con cần ISO. Con này là cần ISO dây trong. Con này của hãng là Shimano. Đây của dòng này là Shimano Apeto nha anh em. Dòng XT 5m2, đi kèm mình là 5 lóng, độ cứng 1.5. Hàng của nó là hàng Indo xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code này và tem vàng đầy đủ. Tay cầm nó cũng được làm nhám nha, tôi được cầm chắc tay. Pad là pad Fuji F6. Khoen của nó là khoen Fuji Sheet nha. Con này ngọn của nó thì ngọn lớn, những cái dòng dây trong thì ngọn lớn anh em dễ luôn này. Ngọn cần là ngọn 3 ly. Ngọn 3 ly phôi là phôi carbon nha. Và có dòng C. Tổng thể thế này. Nói chung lóng lít con này vẫn còn đẹp, tình trạng của nó thì tầm cho mình khoảng 90%. Đây. Là tổng thể thế này nha. Ok hết này. Thì những dòng thích hợp cho này mình câu ao sông hồ tự nhiên, câu đơn hoặc là mình có thể là câu đài vẫn được này. Buộc khảo vào đây là mình câu đài thôi nha. Shimano gì trong. Con này nhẹ thôi, trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 210g, mã số cần là mã số 6, giá con này là 750. 750 ngàn ạ. ISO gì trong. Đây. Trong tình trạng hàng bãi thì có xây xước em sẽ báo rõ hết. Rồi tiếp theo, mã số 7. Mã số 7 thì sẽ có cho mình con cần lục như này. Đây con cần lục nha. Cần lục đánh lục đầu cần. Cần này của hãng là Ryobi. Độ dài cần là 4m, độ cứng 27. 27 tầm khoảng 1DS. Hàng Korea xuất thị trường Nhật. Tem vàng đầy đủ này. Tay cầm con này thì cũng được làm mà nhám nha. Nhám và cắn da, cầm rất chắc tay. Cứng 27 là dòng của dòng carbon test Ryobi. Pad con này là pad Fuji F7. Dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji lợi xí đất xám. Thì những cái dòng này thích hợp anh em đánh lục nha. Tầm khoảng từ 3m độ quay đầu là vừa. Dạng đánh lục đầu cần á. Độ cứng 27 thì ngọn của nó thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Cái này thì đầu bu bên Nhật người ta đã gia cố cho mình rồi, và cho chắc ăn hơn. Cái này thì cũng không tháo để cũng chắc ăn hơn nha. Ngọn sẽ đi kèm cho mình là 1 này, 2 khuyên chạy nha. Khoen Fuji xứ xám. Độ cứng 27 tầm khoảng DS. Đây, phôi carbon xoắn vần hết. Lóng thế này. Trong tình trạng thì sẽ có xây xước nha, không dập không bể. Nói trong hàng đến là anh em vui lòng nha. Tháo cái ống nước ra mình kiểm tra thêm một lần nữa. Chắc ăn hơn. Tại vì sợ trong quá trình vận chuyển thôi. Rồi khoen con này là khoen Fuji xứ xám. Tổng thể thế này. Độ dài cần là 4m, độ cứng 27. Đến lập độ cần đến gần bờ ạ. Con này trọng lượng của cần thì cần được cho mình là 390g, ngọn 2.6 ly mã số 7. Giá cần là 1 triệu như này. Con này 1 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 8. Số 8 sẽ có một con cần lục cho đánh lục độ cần. Cho nên con đánh gần bờ luôn. Cần lục cần này của hãng là Alpha Tackle. Độ dài con này là 36 như này. 36. Anh khoen bát Fuji này. Khoen bát Fuji hết nha. Tổng thể thế này. Có tem lửa đầy đủ cho mình. Tay cầm thì được làm nhám. Cái nắp chụp sau này thì là bằng điểm cao su nha. Cao su mình chắc tay hơn. Tổng thể thế này 36. Con này khoen của nó là khoen Fuji xứ xám. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.6 ly. Đây.
có độ cứng tầm khoảng 25. Ngọ sẽ đi kèm lên mình là một này, hai khuyên chạy nha. Ngọ thì nước sơn màu trắng. Đây, chỗ này là dạng sơn phản quang á, anh em mình có ban đêm thì nó mình thấy ngọ cần này. Ngọ hai khuyên chạy, độ cứng tầm khoảng 25, độ dài cần là 36. Phôi carbon xoắn vân cũng có dùng alpha tích cồi nha. Đây lóng liếc thế này, rất là sáng như này, rất là bóng. Đây có đóng xương chống nổ hết. Rồi khoen pass là khoen pass Fuji 36, độ cứng tầm khoảng 25. Con này trọng lượng của nó là 330g, rất nhẹ nha. Đánh lục đầu cần ngọn 2.6, mã số 8, giá cần là 700.000 cho mình ạ. À, tổng thể thế này. Rồi tiếp theo là mã số 9. Số 9 thì sẽ có một con cần lục nha này. Lục của dòng đây qua, tổng thể thế này. Cần lục của dòng đây qua, cần này của dòng là len súp nha. Len súp độ dài 4.5m, độ cứng 27. 27 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng 1DS. Anh em đánh lập tầm khoảng từ 30 đến 35m độ lại là vừa. Cần này là cũng là dòng len súp China xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code này và tem vàng đầy đủ. Bát con này là bát Fuji Starlet lẻ 7. Cái chỗ này thì nó quét sơn như này. Nó quét sơn cái chỗ này lên á. Nó quét cái bát này này, xong nó thừa nó quét này luôn. Cho đời hệ cần Nhật bên trước thì bên Nhật người ta đã nó thành Nhật nghịch á, thì nó hơi cũ xấu cho mình xíu thôi. Thì những cái dòng cần súp hay là cần ISO bên em sẽ có kèm nắp chuột cho mình hết. Con này dạng khoen của nó là khoen trắng như này, khoen Fuji trắng. Thì những cái dòng này thì anh em cứ tham khảo nha. Giá thị trường á thì hiện tại mới của nó rơi cho mình tầm khoảng trên 5 triệu như này. Trên 5 triệu thì em sẽ bán cho mình giá thấp thôi. 27 cứng 4 27 nha. 4.5 cứng 27. Thì con này còn nguyên bản nguyên zin, chỗ này thì nó hơi bị cũ cho mình một xíu thôi. Còn khoen có nào khoen trắng này, khoen trắng. Thì ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Nó sẽ hỗ trợ cho mình tất cả nha. Đây đầu bu phu xích này khoen trắng. Ngọn sẽ kèm cho mình là một khoen chạy này. Đây hai khoen chạy nha, khoen trắng. Con này thì ngọn để sẽ kèm cho mình là hai khuyên chạy cho mình. Đây, tổng thể rất đẹp nha. 4.5. Phôi là phôi carbon xoắn vân. Trong tình trạng các lóng ở trong thì nó còn nguyên bản nguyên zin, không hao hụt và không xước gì cho mình luôn. Có định vị đầy đủ như này. Đây định vị lóng này. Định vị lóng này. Trên kia là định vị khoen đầy đủ hết. Tổng thể thế này. Đóng xi mi chống nổ, định vị lóng và định vị khoen đầy đủ cho mình thế này. Đây. Cái dòng Landshop này thì hiện tại mới nó ra cho mình tầm khoảng hơn 5 triệu cho mình. Và tất cả dòng khoen là khoen Fuji quen trắng hết. Cái dòng len súp giá rất mắc như này. Cái chỗ này nó quét keo hơi bị xấu nè. Này bên Nhật người ta thì nó quét cái chỗ này xong nó thừa chắc nó quét lại luôn. Chắc là sợ mất cần hay gì á. Rồi con này 4.5, độ cứng 27 của dòng len súp. Trọng lượng con này là 380g, ngọn 2.4 ly, mã số 9, giá 2.5 triệu như này. 2.500.000. Rồi tiếp theo mã số 10. Số 10 sẽ có cho mình con cần lộc nha. Cần lộc đánh xa bờ cho mình này. Cần lộc con này của hãng là DFT. Con này phơi của mình là phơi kim cương nha. Đây phôi carbon xoắn hay da kim cương. Dòng Dia Plus, độ dài cần là 4.5, độ cứng 30. 30 đưa cho mình tầm khoảng vào CS. Đánh lộc tầm khoảng từ 30-35-4m đổ lại là vừa nha. Dòng Dia Plus này. Pass con này pass Fuji F7, tình trạng con này thì còn mới, trên cho mình 95% nha. Đây phôi kim cương. Rồi pass Fuji F7, con này dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji hết. Đây những cái dòng mà thì anh em có tham khảo, giá thị trường hiện tại thì không có còn nhiều cho mình đâu. Con này ngọn của cần thì là ngọn 2.4 ly. Hỗ trợ cho mình cái đầu bu full sheet chống xoắn. Phôi của nó là phôi carbon xoắn hay da này. Đây từ gốc tới ngọn cho mình luôn. Nó có định vị như đây. Cái ngọn của nó sẽ có định vị lóng này, định vị khoen này. Đây định vị khoen này, ngọn sẽ lấy kèm cho mình là một định vị khoen này. Hai cái khoen định vị nha. Đây phôi carbon này. Tình trạng của nó là mới, hầu như không có xây xước gì lắm. Đây tổng thể thế này. Rất đẹp nha, cần đi kèm cho là 5 lóng ạ. Đây 5 lóng. Tức là anh em đánh lọc đầu cần nha, đánh tầm khoảng từ 35-4m quay đầu thôi. Đó sẽ bị chống nổ hết của dòng Dia Plus. 4.5m, độ cứng của nó là độ cứng 30 nha, 30 tầm khoảng CS. Đây tổng thể thế này. Cái này là khoen full sheet Dia Plus. Con này phôi dày trọng lượng 440g. Ngọn 2.4 ly, mã số 10, giá cần là 4.8 triệu nha này. 4.800.000 ạ. Đây, 4.5m nha, cứng 30. Đánh lập đầu cần, công ngâm cổ đền được cho mình. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì em sẽ có một con cần tây. Con thích hợp cho em đánh chép này, chép trắm nè, săn hàng cho mình. Cần tay carbon, con này có độ dài cần là 7.2m. Con này dạng vượt cứng như này. Đây tình trạng rất đẹp này, lóng liếc này. Sau này sẽ được làm nhám nha, tay cầm được làm nhám, cho là mình cầm rất chắc tay. Chỗ này thì đây nắp chụp sơn bằng mỹ nốc. 7.2m con này thì ngọn của cần, thì đó là cho mình là ngọn lớn này. Đây ngọn cái này là ngọn 1.9 ly. Đây ngọn 1.9 ly nha. Con này độ cứng của nó 7.2m ra cho mình tầm khoảng 5-6h như này. Nói chung là dạng vượt cứng. Cần ra thẳng này. Thôi là bạn này mình săn hàng nha. Đây, phôi carbon xoắn vân hết. Cần rất là đẹp, hầu như không có xây xước gì lắm cho mình luôn. Đây, phôi rất là dày luôn. Cái dòng mình kết hợp mình săn hàng. Chấm chép đều được này. Đây, thể thế này.
đây rất đẹp nha, phần carbon xoắn này. Vâng, trong các lóng của nó thì còn nguyên bản nguyên zin hết. 7.2 nha anh em, 7.2 độ cứng con nó rơi cho mình tầm khoảng vào 6h á, 6h rất là cứng, ngọn 1.9 ly. Đây các lóng rất đẹp nha. Sau này thì được làm nhám cho mình, anh em mình cầm chắc tay. Đây lắp chụp sới bằng inox. Con này thì phôi tương đối dày nha anh em. Đây phôi này thì bộ chấm chép đồ là ok này. Đây phôi rất là dày nha. Con này thì trọng lượng của nó thì cân được cho mình là 410g, ngọn của nó là ngọn 1.9 ly, cũng cầm tầm khoảng 2 ly cho mình rồi. Mã số 11, giá con này là 1.500.000 nha anh em. 1.500.000. Cần tay 7.2 vượt cứng. Rồi tiếp theo sẽ có một con cần tay. Đây là mình sang hàng luôn, con này cũng dạng vượt cứng cho mình nha. Cần tay carbon, con này của hãng là Ryobi. Thông số như sau, độ dài của con này là 69, có chế độ zoom là 8.1 này. Đây. Của dòng Ryobi dòng titan nha anh em. Titan cho mình. Đây thông số như thế này, 69 zoom 8.1. Tổng thể thế này nha. Con này hàng của bên làng nội địa Nhật nha anh em. Hàng nội địa Nhật tem vàng đầy đủ, sau này thì được làm chỗ này nó làm nhám á. Đây cái chỗ này làm nhám nha. Cho mình cầm được chắc tay. Con này thì ngọn của nó thì ngọn lớn. Ngọn con này thì em đo cho mình là ngọn 1.7 ly. Đây ngọn nguyên bản nguyên zin nha. Ngọn 360 độ chống xoắn này, không ngang hụt cho mình. Độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng từ 6 đến 7h. Nói chung cần ra thẳng, thưa bạn em mình sang hàng. Thì con này bên em nó hỗ trợ cho mình là quấn chỉ chống nổ nha. Đây quấn chỉ chống nổ hết rồi này. Đây, anh em về sang hàng nó sẽ yên tâm hơn. Phôi của nó là phôi carbon sóng vân. Và những cái dòng này thì quấn chỉ chống nổ hết. Nói chung là có hai chế độ zoom, mình câu rất là tiện. Những anh em nào muốn câu ngắn 6.1 thì mình ngang đây thôi. Đây có chỗ cái lóng zoom cho mình nha. Còn mình muốn mà câu mà dài á thì mình rút là hết luôn. Đây. Muốn câu 6.9 như này thì mình câu ngang đây, cái chỗ là lóng zoom cho mình này. Còn muốn câu mà 8.1. Đây, 8.1 ở đây nha. Thì anh em rút cái lóng zoom mình ra. Đây. Lóng lít ok này. Tổng thể thế này, thôi carbon xoắn vân. Quấn chỉ chống nổ đầy đủ hết cho mình. Con này thì có chế độ zoom của Ryobi, phôi rất là dày nha anh em. Phôi dày thế là bên đây mình sẵn hàng, cứng tầm khoảng 6h, ngọn lớn. Con này trọng lượng của nó là 400g, ngọn tầm khoảng 1.7-1.8 ly, mã số 12. Giá con này là 1.600.000 nha anh em. 1.600.000. Và tổng thể thế này. 1.600.000 ạ. Có chế độ zoom. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 thì sẽ có cho mình con cần cắm gốc. Con này thế là bên đây mình câu xích nha anh em. Câu xích, câu ngâm này. Câu đều được này mình này. Con này thì là cần cắm gốc carbon. Đây tình trạng thế này, độ dài của cái là 1.8 này. Đây độ dài con này là 1.8. Tay cầm thì cán mút và có cái đệm là đệm cao su cho mình này. Đây, cái đệm cao su nha, rất chắc tay. Rồi tay cầm sau này thì bằng cái cán mút và cán inox Pat Fuji là Pat Fuji F24. Tổng thể thế này. Con này cần cắm gốc nha. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji. Đây khoen Fuji loại xi đá xám. Các chỗ này của nó nha này. Phôi của nó là phôi carbon giả vân gỗ cho mình. Độ dài con này là 1.8. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái đầu bu Fuji chống xoắn này. Con này hàng của mình là hàng Korea nha em. Đây hàng Korea xuất thị trường Nhật, made in Korea. Tổng thể thế này. Con này tính theo mà cần câu zit á. Câu zit câu lô thì nó cứ tầm khoảng M đến MH. Còn tính theo cần zit thì nó ra trong tầm khoảng 5-80 á. 5-80. Đây hàng Fuji xám nha. Rồi bạn em câu đơn của ngâm được này hỗ trợ đầu bu Fuji. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, con này dạng là cần cắm gốc cho mình. Đây tổng thể thế này nha. Con này trọng lượng của cần thì đo cân được cho mình là 440g, nó nặng là nặng gốc thôi. Tại gốc này là gốc bằng inox á, nó nặng mấy inox thì dạng này có đối trọng nên cầm nó không có nặng lắm. Ngọn 2.5 ly, trọng lượng 440g, mã số 13. Giá con này là 750.000 này, 750.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 thì có một con cần cấm gốc cho mình này, con này hàng khủng nha. Anh em mà săn hàng câu rít câu bỉ đều được nè. Con này cực kỳ là ok luôn. Cần cấm gốc cho này. Con này cực kỳ cứng cho mình nè. Mình sẽ đọc thông số cho mình như sau. Cần cắm gốc. Cần cắm gốc cần này của dòng là của hàng Korea nha em. Đây cần này của dòng là Korea luôn. Cái dòng là Toppy Pen. Độ dài con này là 7.8. 7.8 nó rơi cho mình tầm khoảng vào 2.28. Tầm khoảng 2.3 cho mình á. Câu zit nha em. Con này thông số mà zit cho mình là zit và low mat á là 120g. Còn PE là 6 nha em. PE 6. Dàn khoen của nó là dàn khoen full zit nha. Full zit chân cao. Con này khoen đề ba của nó là khoen 40. Đây. Con này rất là cứng nha em. Cái khoen chỗ này thì nó bị bề ra một xíu này. Đây. Còn lại như thế này nha em. Khoen zin theo cần hết. Con này ngọn cực kỳ lớn luôn. Đây đầu bu chống xoắn rất là lớn. Con này 2m28, con này độ cứng của nó cộng thì tầm khoảng 1HH cộng cho mình nha. Con này tải mồi mát chắc tầm khoảng mà em kỹ chắc tầm khoảng 200g hơn. Đây. Rất là cứng. Cứng như này, tất cả dàn khoen là dàn khoen full zin hết, nguyên bản nguyên zin. Còn mấy cứng thì được anh em mình câu zin này, câu biển.
Con này Cozit mà đánh biển này rơi cho mình tầm khoảng từ 100-150 mét là bình thường luôn. Rất là dễ như này. Rồi tay cầm con này thì bằng cán mút này, của hàng Korea. Bát con này là bát vặn này. Bát vặn Fuji nha, của dòng Tatwax. Tổng thể thế này. Cầm gốc còn cực kỳ là bạo lực nha. Cần còn mới tin này. Cozit câu biển, con này thì anh em đánh ao sông hồ tự nhiên kết hợp được đây này. Đánh trà đánh chìm mà được hết. Con này độ cứng là tầm khoảng 1H cộng cho mình. Trọng lượng con này thì là 370g, ngọn lớn nha, ngọn 3.8 ly. Mã số 14, giá con này là 2.200.000 ạ. Đây, cái dòng tay quát là của Korea này thì nó không khác là những dòng pen nha này. Dòng pen mà sang hàng á, câu xích câu biển này, đánh xa bờ đều được cho mình luôn. Đây, thể thế này. Cầm gốc. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình con cần một khúc như này. Con cần một khúc hàng tuyển này. Đây, cần một khúc, anh em câu xích câu biển câu lùa được cho mình này. Cần này thì là cần một khúc, mã số cần là mã số 15. Cần này có dòng là dòng pen nha nè. Pen này là pen Mỹ nha. Đây pen Mỹ, con này thì hàng Nhật xuất này. Đây hàng Nhật xuất, hàng Nhật này, Nhật xuất Mỹ cho mình nha. Made in Japan. Dòng pen. Cần này thì độ dài của cần là 6 feet, là 1m8 nha nè. 1m8. Và này độ cứng của nó thì nó dòng là dòng cu zit này, chuyên zit này, dòng zit forker. Đây, 1m8, con này độ cứng của nó là tầm khoảng M. Tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen full zit này. Đây khoen full zip 3 chân hết, khoen đề 3 là khoen 30. Cần một khúc, tay cầm thì cắm gốc, con này là cần máy đứng. Pad Fuji chữ vàng. Đây tổng thể thế này nha. Con này độ cứng của cần thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào MH như này. Có tầm khoảng MH này. Cầu xích câu biển con này thì mát tầm khoảng 120g á. Đây tất cả dàn khoen là dàn khoen full zip hết. Đây, tổng thể thế này nha. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái đầu bu này. Full zip chống xoắn. Và tất cả dàn khoen còn lại là khoen Fuji 3 chân hết này. Đây, các lóng lý còn đẹp nha, quấn chỉ này, cần thì con mới nguyên bản nguyên zin. Nói chung một khúc á thì anh em đánh nó sẽ tốt hơn là những dòng hai khúc rất là nhiều, nhưng mà hơi bất tiện một xíu thôi. Anh em ở gần thì ok. Trong con này thì anh em câu lùa này, câu lùa câu zip đều được cho mình nha, zip biển đều được 1m8, cứng tầm khoảng vào MH. Con này trọng lượng là 240g, mã số 15 nha này, mã số 15, giá cần là 2 triệu nha, 2 triệu cho mình. Dòng pen này pen Mỹ như này, pen Mỹ dòng ở Japan xuất Nhật này, xuất Mỹ như này. Rồi tiếp theo mã số 16 sẽ có cho mình con cần lưu hai khúc máy đứng. Còn thích hợp những anh em mình nha. Đây, lưu lóc lưu chẽm được này. Cần lưu hai khúc máy đứng, con này thông số nội phai rồi thì em sẽ đọc thông số kỹ cho mình. Độ dài của con này là 2m1 nè. Độ dài cần là 2m1. Con này khoen của nó là khoen thường. Khoen của này là khoen thường, ngọn của nó thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Nước sơn màu đen. Độ cứng con này tầm khoảng ML thì thông số tải mồi tầm khoảng vào 14g. Đây, 14g nha. Nước sơn màu đen. Rồi con này khoen của nó là khoen bắt thường nha, tay cầm thì cán mút 2m1, độ cứng tầm khoảng ML như này, cứng tầm khoảng ML, tổng thể thế này. Con này nhẹ thôi, trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 140g, ngọn 2 ly, mã số 16, chắc là 500.000 nha, lùi lóc lùi chẹm được này. Rồi tiếp theo mã số cần là mã số 17 sẽ có cho mình con cần 3 khúc. Đây, những dòng ở đây thì không ngâm lăng xế hết nha. Cần 3 khúc cần này của hãng là Suzumi, thông số như sau. Độ dài con này là 3m, độ cứng là 30. Phôi carbon xoắn hai da này, tổng thể thế này, hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ, cứng 30 thì cũng dạng vừa thôi cho nó không cứng lắm. Ngọn có này thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu chống xoắn, đóng semi chống nổ này, và dàn khoen còn lại là dàn khoen Fuji xứ xám. Đây, tình trạng thì có xây xước như này. Tay cầm thì bằng cán mút, bát con này thì bắt bạn của dòng Suzumi chính hãng luôn, dòng Special này. Đây Suzumi, tổng thể thế này, nó sẽ kèm một cái dây buộc bảo hiểm nha, đây một cái dây buộc bảo hiểm cho mình này, sơn bằng inox. 3 khúc 3m cứng 30, đánh chép cùng ngâm lăng xe, ao sông hồ tự nhiên đều được hết. Ngọn của nó là ngọn 2.4 ly, trọng lượng con này là 390g, mã số 17, giá cơ là 600 như này. Rồi tiếp theo mã số 18 sẽ có cho mình con cần 3 khúc, cũng chuyên dụng cho này mình cùng ngâm lăng xe nha. Đây cùng ngâm lăng xe. Cơ này thì của hãng là Olympic như này. Chỗ này nó dính keo nha, cái này thì mình chỉ lau nó sạch thôi. Vậy cái đứt xét của nó chơi á. Cần 3 khúc, cần này của hãng là Olympic. Đây, thông số như sau, cần 3 khúc Olympic. Độ dài của con này là 3m3, độ cứng là 50. Phôi carbon xoắn này, xoắn vân cho mình hết nè. Con này độ cứng là 50 thì ngọn của nó đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái đầu bu full zip này, chống xoắn, đóng semi chống nổ. Còn lại dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji 3 chân hết. Đây, khoen Fuji 3 chân hết nè. Olympic cứng 50 thì cũng dạng vừa rồi. Cầu ngâm, cầu lăng xe. Đây, đánh chấm cỏ cũng được nha. Chấm cỏ hay đánh chép vô tư này. Đây, tình trạng thế này, tay cầm cán mút bát vặn Fuji chữ vàng. Đây, tổng thể thế này nha, cần có rất là đẹp. Olympic con này hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha. Đây nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ. Ngọn 2.2 ly, hỗ trợ đầu bu full zip, còn tất cả dàn khoen còn lại là dàn khoen Fuji.
BS350, con này trọng lượng của nó là 340g, ngọn 2.2 ly, mã số là mã số 18, giá con này là 850.000 ạ. Rồi mã số 19 thì sẽ có cho mình con cần hai khúc hai ngọn này. Đây con cần hai khúc hai ngọn như này, cần hai khúc hai ngọn carbon, con này của hãng là Sanwa. Đây thông số như sau, cần hai khúc của dòng Sanwa dòng Two Way, độ dài của cần là 2m7 nha, 2m7. Thì những cái dòng Sanwa là hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Thì hai ngọn thông số kèm như sau, một ngọn của nó thì cứng từ 30 đến 50 là dạng vừa, một ngọn cứng 60 đến 80 nha, là dạng cứng này, dạng vượt cứng anh em đánh tra đến chim là được này. Tay cầm thì bằng cán gỗ nha, bác con này là phát phẳng Fuji, phôi của nó là phôi carbon xoắn vân, dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji này, đây khoen Fuji là xi đá xám hết. Là tổng thể thế này 2m7, hai ngọn kèm, ngọn của cần đều là ngọn đặt ngọn tháp nha, đây ngọn đặt ngọn tháp. Thì một ngọn cứng từ 30 đến 50 thì em đo cho mình là ngọn 2 ly, còn lại là 50 đến 80 á thì đo cho mình là 2.4 ly. Tất cả là khoen Fuji nha, khoen Fuji trên này thì là Fuji chống xoắn này, đóng sẽ bị chống nổ, phôi carbon xoắn này, xoắn vân 2m7, hai ngọn kèm, đó là hai ngọn không khác hai cần cho mình rồi. Con này một khúc một ngọn của nó thì cân được cho mình là 380g, mã số 19 nha em, giá cần là 1.200.000. Đây xanh qua hai khúc nha, 2m7 hai ngọn kèm, 2m7 nha, không khác hai cần. Rồi tiếp theo mã số 20 sẽ có cho mình con cần lục 3 khúc. Con này cần lục 3 khúc thì đánh gần bờ thôi, đánh lục đầu cần này. Cần lục 3 khúc, con này lục 3 khúc này của hãng là Suyumi. Đây Suyumi như này, Suyumi hàng Nhật. Độ dài cần là 4m2, độ cứng là 23. 23 thì nó rơi cho mình tầm khoảng với FX nha. FX thì cũng dạng vừa thôi, dạng mềm, cảm giác cho mình. Khoen của nó là khoen Fuji hết này, khoen Fuji. Pad con này pad Fuji Starlet, độ cứng 23 thì ngọn cần cũng dạng ngọn nhỏ. Ngọn sẽ đo cho mình được là ngọn 2.4 ly, đóng semi chống nổ, hỗ trợ đầu bu full sheet. Còn tất cả dàn khoen còn lại của cần đều là dàn khoen Fuji 3 chân hết này. Cần sẽ đi kèm cho là 1 2 3 4 như này, 5 6 khoen này. Đây là 6 khoen nha, 6 khoen đều 3 cho mình. Tay cầm thì bằng cán mút, sau này thì nó có một cái miếng mút ở đây nha, thì bị rớt rồi. Tổng thể thế này. Nó bị rớt, con này nó bị chạy ở trong như này. Nó bị chạy trong này này. Đây, chạy trong này này. Nói chung là nó cạn nước rồi mình được rồi, nó không bị vào nước vào. Nó bị tụt vào trong một xíu. Độ dài cần là 4m2, độ cứng là 23 của dòng Suyumi. Cần lục 3 khúc, thích hợp đánh lục đầu cần, đánh gần bờ thôi. Và tổng thể thì nước sơn màu đen, vẫn còn đẹp nha, Pad Fuji Starlet. Con này trọng lượng của nó là 430g, ngọn 2.4 ly, mã số 20, giá cần là 1.500.000 này, 1.500.000. Cần lục ngay dòng của dòng Kisu Master Suyumi. Rồi tiếp theo mã số 21 sẽ có cho một con cần hai khúc. Đây con này thì chuyên dụng cho anh em mình nha, câu ngâm câu lăng xe, để cần hai khúc dòng C. Con này độ dài của cần là 2m4, độ cứng S. Cứng S thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 50. Hàng nội địa Nhật, tem vàng này, phôi carbon xoắn hai da. Tổng thể thế này. Dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji xứ xám, con này của nó là dạng ngọn đặc nha. Họ gọi là ngọn đặc ngọn tháp. Ngọn con này thì đo được cho mình là ngọn 2.2 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu Fuji chống xoắn, đóng semi chống nổ này. Thì con này độ cứng S thì nó ra cho mình tầm khoảng 50. 50 cho anh em. Tay cầm thì bằng cán mút, cái chỗ này thì nó bị bể một miếng mút này. Đây, không ảnh hưởng nha. Nói chung tay cầm của nó bằng cán mút ở trên này rồi. Bát là bát Fuji Shimano chính hãng luôn. Tổng thể con này thì còn nguyên bản như này. Đây. Phôi carbon xoắn hai da này. Của dòng Hi Power Shimano. Nội địa Nhật. 2m4 độ cứng 50, thích hợp ở đây mình cô ngâm cô lăng xe, đánh chép đều được, ao sông hồ tự nhiên. Trọng lượng con này thì rất là nhẹ, 240g, ngọn 2.2 ly, mã số 21. Giá cần là 1.200.000. Đây, cho 1.200.000 nha. Phôi hai da. Khen Fuji. Rồi cuối cùng sẽ có cho mình con cần hai khúc. Đây con cần hai khúc, cần này của dòng là Alpha Tech Core này. Đây cần của hãng là Alpha Tech Core này. Thông số như sau. Độ dài con này là 2m7, độ cứng là 80, có dòng Alpha Tech Core. Hàng Korea nha, hàng Korea xuất thị trường Nhật, có tem đầy đủ cho mình. Có thể tay cầm của nó bằng cán mút, tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen lá nha. Đây khoen Fuji, khoen lá hết. Nó sẽ hỗ trợ cho mình cái đầu bu Fuji này, chống xoắn, đóng semi chống nổ. Có này ngọn có cần thì em làm được cho mình là ngọn 3 ly. Đây ngọn này là ngọn 3 ly nha. Ngọn 3 ly. Cứng 80. 80-7 á thì dạng cứng rồi. Đánh ta đánh chim, nói chung là đánh bạo lực đều được này. 80 dạng vượt cứng. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji DPS, tổng thể con này thì cái chỗ sau này đó chỉ nên bị hư thì bây giờ người ta quấn chỉ liên keo lại cho mình rồi, chỉ màu đỏ như này. Đây 2m7 cứng 80 Alpha Tech Core hàng Korea, tất cả dàn khoen lá nha. Cái dòng khoen lá này thì nó sẽ mắc hơn là cái dòng khoen xích cho mình luôn. 2780, con này trọng lượng của nó là 290g thôi, từ nó nhẹ, ngọn 3 ly, mã số 22, giá cả là 1.000.000 như này. Đây một ngọn một gốc nha, 1.000.000 cho mình. Alpha Tech Core tình trạng còn đẹp cho mình hết, nước sơn màu xanh. Rồi tổng thể đây có cho mình là 22 mẫu cần,
anh em ẩn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Đầu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Và trong tay anh em chốt sớm thì em sẽ gửi trước Tết nha. Anh em nhận được một vài lần chúng ta rất là nhận được sớm này. Còn mà tầm vài ngày nữa thì sợ không kịp nha. Rồi chúc tất cả anh em một ngày tốt lành nha. Đi câu thật nhiều cá và sức khỏe này. Hẹn gặp anh em video lần sau. Anh em cho lượt đăng ký bật thông báo nha. Tại vì hàng bên em về nhiều thì em cập nhật liên tục cho mình hết. Rồi hẹn gặp video lần sau nha. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành ạ.